Trên màn hình là những mẫu tủ đông kính cong chuyên dùng trưng bày kem hoặc thực phẩm siêu thị, là những mẫu mới nhất năm nay. Những mẫu này với công nghệ inverter tiết kiệm 50% điện năng là sự lựa chọn của nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm như Bách Hóa Xanh, Vinmart, Big C. Tủ có màu trắng và màu vàng, và bên trong nó là những công nghệ làm lạnh tiên tiến nhất. Trên màn hình là model VH4899K3B, là mẫu tủ đông kính cong mới nhất năm nay, với chiều dài 1m2, dung tích 400 lít, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng. Dung tích vừa phải dành cho tiệm tạp hóa trưng bày kem hoặc thực phẩm đông lạnh, được nhiều khách hàng lựa chọn. Bên trong có nhiều rổ để phân loại thực phẩm. Những rổ này có thể thêm hoặc bớt sao cho phù hợp với nhu cầu trưng bày của bạn. Nhiệt độ đông sâu đạt ngưỡng âm 25 độ C. Bên trong tủ thiết kế có đèn chiếu sáng, kính cong được mà lớp lau e chống tia bức xạ giúp tủ không bị đông sương khi hoạt động. Với hơn 12 năm kinh doanh phân phối sản phẩm tủ đông tủ mát, công ty điện máy Tân Bình cung cấp tủ đông Sanaki với giá tốt nhất, giao hàng tận nhà toàn quốc, bảo hành chính hãng 24 tháng tận nơi và được đổi trả khi tủ có vấn đề về máy móc. Công ty cần tìm đại lý phân phối ở các tỉnh với chính sách giá luôn tốt nhất. Các bạn tham khảo giá bán để dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Để lại số điện thoại khi cần tư vấn hoặc gọi số Zalo trên màn hình. Truy cập website điệnmáytânbình.com để tham khảo giá bán nhiều dòng máy tương tự. Có chính sách giảm giá khi đặt hàng online tại website. Công ty Điện Máy Tân Bình chuyên cung cấp các loại máy thực phẩm như tủ mát trưng bày thịt, tủ mát trái cây, hoa tươi.